xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo mã qr giấy chứng nhận điện tử đã tiêm vaccine trên điện thoại di động việc đầu tiên các bạn vào google play nếu dùng điện thoại samsung apple store nếu dùng điện thoại iphone để tải phần mềm ccov về điện thoại tiếp theo chúng ta mở phần mềm lên và chọn ngôn ngữ tiếng anh hoặc tiếng hàn ở đây mình chọn tiếng Anh rồi nhấn Confirm. Tiếp theo chọn quốc gia bạn đang sinh sống rồi nhấn Confirm. Tiếp đến chọn Next tiếp tục nhấn Next rồi nhấn Confirm. Tới mục Access Right nhấn Confirm rồi tích chọn hết vào mục Agree to the Term of Privacy sau đó nhấn Confirm. Tiếp đến nhập 6 số Password. Đến bước quét dấu vân tay. Nhận diện khuôn mặt thì bỏ qua chọn later sau đó nhấn confirm tiếp đến chọn cell authentication rồi tiếp tục nhấn next tới bước xác minh danh tính chọn nice service sau đó nhấn next các bạn chọn mạng điện thoại mà các bạn đang dùng sk hay kt lg rồi chọn tích hết các ô phía dưới sau đó chọn tin nhắn sms tiếp theo nhập họ tên số chứng minh thư số điện thoại di động Tích vào ô phía dưới rồi chọn OK. Chờ một tí sẽ có tin nhắn gửi mã số báo về điện thoại di động. Nhập mã số đó vào mục Pass rồi chọn OK. Tới đây chúng ta sẽ thấy việc đăng ký thành công. Nhấn Confirm. Sau khi xuất hiện thẻ màu đen thì các bạn chọn vào dòng chữ Get issue and Updated. Tiếp theo nhấn Next. Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn Submit. Tới bước này chúng ta thấy xuất hiện đầy đủ thông tin về loại vaccine, ngày đã tiêm vaccine, nơi tiêm vaccine. Sau đó nhấn Confirm. Như vậy việc đăng ký giấy chứng nhận điện tử đã tiêm vaccine đã hoàn thành. Các bạn nhấn vào QR check-in sẽ thấy xuất hiện mã QR code. Khi vào các siêu thị nhà hàng, trung tâm thương mại tại Hàn Quốc. Các bạn chỉ việc đưa mã code QR này vào máy quét là ok. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu thấy hay vui lòng nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.